Hello anh. Hello, chào Đông Phong. Anh Thơ Quang, chào các anh chị em diễn đàn. Hồi nãy Trung chia sẻ cũng rất là chi tiết, có nhiều nội dung. Thì em cũng xin phép lên mình trao đổi một vài cái nội dung mà em thấy mình cần chia sẻ, quan tâm. Thì cũng có vài cái nội dung trùng với Trung là chia sẻ, nhưng mà quan điểm thì khác nhau. Nội dung thì có thể trùng nhưng mà quan điểm thì mọi người nó có cái nhìn khác nhau. Chào Nguyễn Hà. Thì dạ, thì trước tiên thì em nói về cái nói vui chút xíu về cái quỹ mà hồi nãy cái cộng đồng người Việt gì anh Thơ Quang chia sẻ ngay đầu live á, quyên góp cho người dân Ukraine. Quyên góp thì mình đã từng nói với nhau nhiều rồi, có nghĩa là cái đám mà chống phá nó chỉ lợi dụng sự kiện thôi để mà xin tiền trong nước hay ngoài nước, bất cứ miễn là có sự kiện gì đó để hợp thức hóa cái việc xin tiền. Thì cái chuyện đó đâu có lạ đâu, nhưng mà em thấy có một cái điều lạ là tại sao nó xin tiền mà nó chốt là tới ngày 30 tháng 4? Không lẽ nó xin tiền tới đó để nó ăn lễ, đúng không anh? Không lẽ nó xin tiền để nó ăn lễ 30 tháng 4 ngày giải phóng miền Nam á? Chắc nó mua quẹt Zippo á, tới ngày nó mua quẹt Zippo. Tại khi của anh thì đó, em thắc mắc là cái chỗ mà anh nhấn mạnh cái việc mà tới ngày 30 tháng 4 á, không lẽ thì em nghĩ là ở ngày 30 tháng 4 ở Việt Nam họ ăn lễ 30 tháng 4 một năm. Không lẽ là cái đám chống phá nó cũng ăn lễ theo Việt Nam mà, cũng kỷ niệm, cũng chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Chắc chống phá riết chán rồi anh ơi, giờ cũng phải ăn lễ giống như dân tộc Việt Nam đi cho nó hòa đồng. Thấy một cái chi tiết rất là lạ, rất là hài. Thì các em chia sẻ đầu tiên, cái nội dung đầu tiên là cái mà hôm cách đây mấy bữa tổng thống cái gã hề, xin phép là em gọi là gã hề bởi vì gọi tổng thống nó ngượng miệng quá, không đáng thì gọi tổng thống. Cái gã hề lên làm tổng thống thôi đó, đã tung hô tổng thống Biden là ngài là lãnh đạo của thế giới và lãnh đạo hòa bình thế giới, đúng không anh? Nói chung cái bài phát biểu dài nhưng mà chốt lại cái nội dung đó thì em thấy đây đúng là một cái gã hề, không biết nhục. Anh còn nhớ cách đây mấy tháng cái gã hề này đi qua thăm Mỹ, đi với phu nhân thì ai đón? Không ai đón. 5 người ra đón thì toàn là những cái người nó chả có quan trọng gì đối với nước Mỹ hết. Thường cái người mà đồng cấp ra đón hoặc là phải có cái tiếp đón theo nghi thức ngoại giao, đúng không? Cấp nhà nước, không là tổng thống thì phải đón cấp nhà nước. Đằng này có 5 người ra đón thôi, trong đó có cả đầu bếp rồi binh lính gì đó. Một cái sĩ quan cấp thấp đó, 5 người ra đón. Sau đó thì cái chuyến thăm nước Mỹ đó thì xin để diện kiến tổng thống Mỹ Biden thì ông Biden từ chối luôn, ông không có thời gian để gặp. Nó nhục một cách khủng khiếp, chưa từng thấy luôn. Một cái thằng tổng thống nào mà đi qua mà luồn cúi đến mức độ đó mà không thèm tiếp. Rồi sau đó trước khi diễn ra cái cuộc xung đột giữa Nga, gã hề này đã một lần nữa mời Biden sang Ukraine nhưng mà Biden tiếp tục từ chối, không sang. Anh thấy không? Nhục nhã đến mức độ đó. Vậy mà cách đây mấy ngày lại mở miệng ra tung hê Biden, ngài là phải là tổng thống thế giới, ngài là tổng thống cho hòa bình thế giới. Nói câu này đúng là cái gã hề này nó chắc là không thuộc lịch sử rồi. Bởi vì sao? Sau đại chiến thế giới thứ hai thì nước Mỹ đã là tổng thống, đã là lãnh đạo hòa bình thế giới rồi. Nước Mỹ là lãnh đạo hòa bình thế giới rồi. Nước Mỹ đã đem cái họa dân chủ á, ban phát cho mấy chục nước trên thế giới này tới nay rồi, đúng không anh? Giúp đỡ rất nhiều những cái nước nghèo, ban phát rất nhiều những cái họa dân chủ khắp nơi trên thế giới, mà Việt Nam cũng là một trong số đó. Và thậm chí Việt Nam lại là cái nước mà nhận nhiều nhất, tới 15 triệu tấn rồi. 15 triệu tấn cái họa dân chủ của Mỹ. Thì rõ ràng Mỹ phải làm lãnh đạo hòa bình thế giới là đúng rồi, mà mấy đời tổng thống nào cũng vậy hết á. Rồi ban phát cho dân Bắc Phi, Trung Đông, cho tới giờ họ vẫn còn nhớ, vẫn còn thèm cái quả dân chủ của Mỹ đó. Và họ đang ngày đêm cầu nguyện cho nước Mỹ được lên thiên đàng, vì đã giúp họ có hàng triệu cái quả dân chủ. Có kèo, có kèo đúng không? Có kèo đúng không? Có kèo. Kèo gì anh? Có kèo. A Quy nói dù sao ông đó ông được dân nước người ta bầu, còn nước mình với mấy nước lạ thì sao? Nước mình là nước nào A Quy? Nước nào của A Quy mà A Quy là mình ở đây? Ai Nguyễn hả? Ai Nguyễn không anh? Nước An Nguyễn, A Kiều Cali đúng không? Cali. Nước nào của A Quy mà A Quy có nước mình? Ủa nhận bà con đó, về nhận bà con, nhận đồng hương. A Quy có hộ chiếu, A Quy có hộ chiếu Việt Nam không ta? Giờ ra coi ra rồi mới được nói câu nước mình nha, đừng dơ đủ cả nắm nha, không đủ tư cách để làm công dân Việt Nam đâu. Cái dầu hộ chiếu cái đó thì mình nói mình. Giờ em nói là bầu. Bây giờ em nói đến cái chuyện bầu cử đi. Cái chuyện bầu cử nó cũng hay lắm. Dân chủ, cái đám dân chủ này nó có chuyện bầu cử rất là hay nè. Nếu mà nhân dân, đúng không? Nhân dân Ukraine mà họ sáng suốt thì họ không phải đối mặt với cái tình huống như bây giờ đó. Họ sẽ không bầu cái thằng, một cái gã hề này lên làm tổng thống. Một cái gã hề chỉ biết đến sân khấu, chỉ biết diễn hài, không hề có một chút xíu gì kinh nghiệm về chính trị hết á. Đó, chính vì không có một chút gì về kinh nghiệm về chính trị cho nên nó mới đối mặt với đưa cái đất nước đến cái thời điểm bây giờ. Đó, nếu mà một cái người ta có kinh nghiệm về chính trị, người ta biết đọc, biết đoán cái cuộc chơi của các nước lớn, biết đọc, biết đoán các cái cuộc chơi, thì họ sẽ biết họ ở cái vị trí nào và họ nên theo ai, hoặc là họ trung lập, nó sẽ tốt hơn cho đất nước họ. Đường này cứ nghĩ là chống Nga đi, rồi thằng Mỹ và EU và NATO sẽ giúp, rồi nó giúp cái gì? Nó giúp cái gì? Giúp cái càng ngu. Nó thẳng là thằng đây là một thằng tổng thống ngu xuẩn, một thằng thống mà để đất nước chìm trong chiến tranh bạo lực như vậy thì thằng này là cái thằng ngu xuẩn. Đó là cái bài học cho cái việc chúng ta cầm lá phiếu bầu. Nước Mỹ nó miệng nó hô hào dân chủ nhưng mà nó rất là khôn. Nó miệng nó hô hào dân chủ nhưng mà nó bầu cử nó rất là khôn. Bởi vì cái lá phiếu bầu của cử tri nó không quyết định tất cả, mà cái người quyết định phải là cái người đại cử tri, cái thiểu số thôi. Mở miệng nói là dân chủ nhưng mà thật sự nó thiểu số. Mấy thằng đại cử tri mới là thằng quyết định, và nó biết ai, nó bầu ai, chứ không phải phó mặc cho người dân, phó mặc cho cử tri. Không phải mình chê bai, nhưng mà cái người dân cử tri dễ bị tác động, và cái nhận thức họ không đủ cao, không đủ sâu để mà chọn ra một cái người lãnh đạo xứng đáng cho đất nước. Và cái bài học Ukraine này là nhãn tiền rồi. Nếu mà cái người dân họ sâu sắc, họ hiểu biết, họ nhận thức cao thì họ không có bầu ông Zelensky này lên làm tổng thống đâu. Đó. Và nước Mỹ biết trước điều đó, cho nên nước Mỹ mới chơi cái trò là phải qua cái đại cử tri nữa. Vâng, anh xin lỗi Nam Phong xíu, tại vì A Quy đưa ra cái câu, nói thiệt cái A Quy buồn, đừng có buồn nha, cái này nói thiệt. A Quy nói câu này đó thì A Quy dành hết phần ngu của chó. A Quy nói vậy nào mọi người nghe được không? Vậy thì 98 triệu dân trong nước ai chứng kiến cuộc bầu cử là chân thật 99,97% anh. Bởi vậy mới nói là mới chửi nó là dành hết phần ngu của chó. Dân người ta cầm lá phiếu người ta đi bầu người ta biết. 90 mấy triệu dân người ta cầm lá phiếu đi bầu người ta biết, hiểu chưa? Trời ơi, cái thành phần bao que đu càng nó biết cái gì đâu mà nó ra ngoài mà nó xỏ vô. Bây giờ đúng chưa? Bây giờ hỏi một câu đấy ngu hết phần ngu của chó à. Con số 99,97% là bầu ngay. Là cái số này móc ở dưới cống lên hay móc ở đâu ra? Nói đi rồi anh dạy cho mày Quy. Mày ngu lâu dốt bền khó đào tạo. Trời ơi, trời ơi. Mày đi đâu lương lẹo được chứ ở đây đừng bao giờ lương lẹo. Nói cho mày nghe. Mày lương lẹo ở đâu được chứ? Ở các diễn đàn mà có tụi tao ở đây đừng bao giờ lương lẹo nha. Không đủ tầm để lương lẹo. Không đủ tầm. Dân Việt Nam đi bầu. Quý biết không? Ừ. Dân Việt Nam đi bầu. Còn dân ba que đu càng. Dân ba que đu càng thấy không? Đó, thấy hình trên đó không? Đó. Dân Việt Nam thì người ta đi bầu đàng hoàng, người ta làm chủ đất nước. Bây giờ con số này, người ta đưa ra con số 99,97% người dân đi bầu, vậy mày chứng minh con số đó là sai cho tao coi. Mày chứng minh đi. Chứng minh con số đó là sai thì cho tao coi. Nói phải có căn cứ. Đừng có lưng lẹo xỏ lá, đừng mất dạy quen cái thói. Bây giờ bỏ qua đây để nó kiếm cái bằng chứng nó chứng minh là cái 99,97% này là không chính xác, thì mình nói cái vấn đề khác. Hồi nãy em nói đến cái vấn đề mà lãnh đạo, tổng thống Mỹ nên lãnh đạo cho hòa bình thế giới thì chúng ta biết hết rồi. Nước Mỹ thì nó là một cái thằng gọi là gì xen độc quốc tế, nó không đi gây chiến với các nước khác thì làm sao nó bán vũ khí, làm sao nó cho các nước vay mượn, vay cái này vay cái kia, đúng không? Làm sao nó làm giàu được? Vậy thì nó làm lãnh đạo hòa bình thế giới là cái gì? Là cái câu của cái thằng nịnh nọt, giống y cái đám bao que ngày xưa, bờ đít Mỹ á. Cộng sản họ không bao giờ làm cái chuyện đó. Mày chơi với tao, tao chơi với mày, chơi công bằng, chơi đàng hoàng. Chứ không ai đi bợ đít cái kiểu một cách thô thiển như vậy. Mày thấy lãnh đạo của Việt Nam có bao giờ nói ra những cái câu như vậy không Quy? Chứ còn cái đám lãnh đạo ba que tụi mày ngày xưa đó, và bây giờ thằng tổng thống Ukraine nó y chang nhau. Cái đám tay sai bợ đít nó mở miệng ra là nó y chang nhau. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh chị em đã lắng nghe. Ok, bye anh. Chúc buổi tối vui vẻ. Giờ mình sớm chưa ngủ.